Chiều ngày 28 tháng 12, Ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang tổ chức hội nghị hiệp đồng tuyển quân năm 2024, tham dự có đại diện các đơn vị nhận quân, ở huyện có đồng chí Trần Bình Lâm, ủy viên ban thường vụ, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, lãnh đạo các ban ngành, cấp ủy chính quyền địa phương, Thượng tá Phạm Mạnh Hoàng, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện chủ trì hội nghị. Năm 2024, huyện Vũ Quang được giao chỉ tiêu tuyển chọn 34 công dân nhập ngũ làm nghĩa vụ quân sự và 9 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân tại các đơn vị nhận quân. Sư đoàn 324 Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng, Trung đoàn 841 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Công an tỉnh Hà Tĩnh. Theo kế hoạch thời gian giao nhận quân diễn ra vào ngày 26 tháng 12 năm 2024 tức ngày 17 tháng Giêng năm Giáp Thìn, để đảm bảo giao nhận đủ quân chất lượng theo kế hoạch, Ban chỉ huy quân sự huyện và Công an huyện đã xây dựng kế hoạch, trọng tâm là hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị giao nhận quân, chỉ đạo ban chỉ huy quân sự, công an các xã thị trấn thực hiện tốt quy trình các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đúng pháp luật tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng chính quyền địa phương hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp lãnh đạo chỉ huy các cơ quan đơn vị đối với công tác tuyển quân Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ kết quả đạt được, thuận lợi khó khăn trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và đề xuất một số giải pháp thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024, trong đó tập trung vào đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về luật nghĩa vụ quân sự trong quần chúng nhân dân, làm tốt công tác rà soát nắm chắc nguồn, triển khai tốt các bước các khâu trong công tác tuyển quân, đặc biệt là thực hiện chặt chẽ đồng bộ trong các khâu sơ tuyển, xét duyệt hồ sơ và khám sức khỏe, quản lý chặt chẽ thanh niên trong độ tuổi trúng tuyển gọi nhập ngũ. Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trần Bình Lâm, ủy viên ban thường vụ, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc huyện, đề nghị các thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, các xã thị trấn theo chức năng nhiệm vụ được phân công, chủ động nắm chắc địa bàn, tập trung chỉ đạo triển khai tốt kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh về công tác tuyển quân, cùng với đó đẩy mạnh và đổi mới công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng trong các tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, luật công nhân dân làm tốt công tác quản lý nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ, triển khai thực hiện đầy đủ các bước, các khâu trong quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm luật nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định của pháp luật. Cũng tại hội nghị các đơn vị nhận quân đã ký kết văn bản hiệp đồng tuyển quân năm 2024, đảm bảo công tác tuyển chọn thực hiện đúng quy định, quy trình, đảm bảo số lượng và chất lượng đề ra.